chào các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm cái món là bánh bao nhân sữa chua nha các bạn. Thì nguyên liệu mình gồm có ha, mình có mua được một bịch bánh bao nè, bánh bao này là 1 kg. Bây giờ mình chỉ xài nửa ký thôi, mình không có xài hết nha. Rồi mình cũng có 4 hũ sữa chua, với lại đường 2 bịch sữa tươi, với bột bắp, dầu ăn, với lại 2 cục phô mai, với lại 1 hũ bơ ha. Là mình sẽ cắt cái phần bột này ra, mình sẽ lấy cái phân nửa, còn cái phân nửa mình phải để dành lại nha các bạn. Trong đây có bịch men nở như vậy nè, một bịch như vậy nè là mình xài cho 1 kg bột ha, nhưng mà mình chỉ xài có phân nửa thôi, tại vì men á để dành lại mình có làm thêm một lần sau nữa. Bây giờ mình sẽ cắt cho nửa ký bột. Bây giờ là mình sẽ cho cái phần nửa bịch men này nè, bỏ ra đây, mình chừa lại một nửa. Rồi mình sẽ cắt cái phần sữa này nè, mình để vô trong cái bột men á cho nó nở đó. Đường vô đây nè các bạn, chừa lại một ít đặng hồi mình làm cái nhân sữa chua ha, trộn đều lên. Như giờ á, cái bột bánh bao như vậy nè có pha bán sẵn á, cũng tiện ha, làm nó cũng lẹ nữa. Còn nếu mà không có bột pha sẵn á, thì mình nào là bột mì, rồi phải có men nở, rồi có thêm men nở, có bột nở nữa, rồi trứng gà nữa. Cho nên là mình bây giờ có cái phần bột pha sẵn này rất là tiện luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ cho dầu ăn vô đây luôn. Cái bánh này là nên ngọt hết các bạn, cho nên là mình sẽ sử dụng đường, sữa tươi. Còn nếu mà làm mà không có sữa tươi thì mình thay thế nước lạnh cũng được, nhưng mà tại vì mình làm sữa tươi á cho cái bánh nó thơm hơn. Dạ, giờ mình làm cái men nó nở rồi nè, giờ là mình sẽ cho hết vô luôn. Mình cho bột khô vô luôn cũng vẫn được, mà nếu mà mình cho bột khô vô luôn á thì mình phải kỹ á, là mình trộn cho nó đều, mình phải nhồi cho nó đều á, chứ nếu mà nhồi không đều á, con men nó không có lên kịp á thì nó sẽ không ngon ha. Trộn đều lên xong rồi mình sẽ ra cắt sữa tươi. Mình sử dụng sữa tươi mình để cũng để từ từ nha, chứ mình để nhiều quá thì khi cái phần bột á nó bị nhão nó sẽ không ngon. Một bịch không đủ thì mình sử dụng 2 bịch, mình cũng nhào từ từ. Bột. Mình ủ khoảng 1 tiếng đồng
mọi người là nó đã được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ ủ bột trong vòng 1 tiếng đồng hồ ha. Rồi bây giờ là tiếp theo á, là mình sẽ đi làm cái phần nhân. Rồi bây giờ là mình sẽ ủ bột. Cái cục bột á nó lớn thì nè, họ nó nở ra gấp đôi á thì nó sẽ được đó. Rồi giờ tiếp theo á, mình sẽ bỏ hai muỗng bơ á để vô trong đây nè, mình sẽ đun cho nó tan ra, rồi xong rồi mình sẽ làm tiếp cái phần này. Rồi bây giờ cái phần phô mai này nè, mình sẽ để chung với cái phần bơ luôn, tặng mình nghiền ra cho nó dễ nhé. Bơ với lại cái phô mai như vậy nè, nó béo dữ lắm luôn á các bạn. Mình nướng gừng nó thơm dễ sợ thơm luôn á. Nghiền ra trước như vậy nè, mình để sữa chua vô á, mình quậy rất là lẹ luôn á. Sẽ cho đường vô luôn ha, để từ từ thôi. Một hồi cái mình nếm lại thử cho nó độ ngọt của nó như thế nào á, và mình phải để thêm. Rồi bây giờ mình cũng bắt lên bếp nè, mình nấu á, khi cho nó tan cái phần phô mai ra thì mình sẽ để cái phần bột á, mình cũng để vô miếng nước sẵn như vậy nè, mình quậy thôi một hồi cho nó sánh lại là được đó các bạn. Khi mà mình nấu á, mình cũng nhớ là mình cũng quậy cái này thường, mình đừng có để mình đi đâu nha. Bây giờ là mình sẽ để cái bột bắp vô, mình vừa để mình cũng vừa khuấy nha. Rồi khi nào mà nó sánh lại á thì mình sẽ tắt bếp. Cái phần nhân sữa chua á, bây giờ nó đã sánh lại như vậy nè. Và bây giờ là mình sẽ nấu thêm chừng 2 phút nữa là mình sẽ tắt bếp nha. Tiếp như vậy nè, nhờ như cái phần cốt bột xong đó, nó có sẽ đàn hầu như vậy nè thì nó được đó các bạn. Mình chỉ dùng cái phần cái cổ tay như vậy nè, mình sẽ nắn nó ra như vậy nè, các bạn thấy nó dễ ra. Rồi là mình sẽ chia cái phần bột á, rồi mình sẽ cán nó ra. Cán nó ra rồi mình sẽ bỏ cái phần nhân vô, rồi mình sẽ đem đi hấp. Bây giờ mình dùng dao mình cũng thấm vô một miếng bột như vậy nè, mình cắt á cho nó không có dính ha. Lên á, cái bánh á, cái nhân á, ăn nó giống như nó tan chảy luôn các bạn. Mình
đeo vào tay á thấy nó hơi bất tiện ha. Nó sẽ nó nở ra, nó phồng lên, nhìn đẹp mắt túm luôn các bạn. Giờ là mình xong rồi một cái bánh này nè. Bây giờ mình để riêng ra nha. Đó, làm tiếp cái phần khác tiếp theo. Rồi bây giờ cái nồi nước á mình đã nấu sẵn rồi thì bây giờ là mình sẽ để cái phần bánh á để vô nha. Nồi của mình nó nhỏ xíu à, mình hấp được có nhiêu đây rồi các bạn. Rồi bây giờ một hồi mình sẽ hấp tiếp nha. Rồi các bạn, bây giờ cái bánh bao của mình á nó chín rồi nè, bây giờ là mình sẽ lấy ra nha, mình sẽ tắt bếp đi, mình lấy ra tại cái hơi nó nóng quá. Giờ mình sẽ tắt bếp mình để cho nó bớt cái hơi xong rồi mình sẽ lấy ra nha. Hồi nãy á mình hấp á, lau thường xuyên á, cứ để nhiều khi nó nhiễu vô cái phần nước này nè. Nó sẽ không ngon. Giờ là mình sẽ lấy hết cái phần bánh này luôn, nở lên bự chảng luôn. Dạ. Đó. Rồi bây giờ cái bánh đó bây giờ mình đã hấp xong rồi, bây giờ nó còn hơi nóng đó bạn nè, nó còn hơi nước mình cầm nó còn ướt tay rồi. Bây giờ còn một ít á mình còn đang hấp ở dưới nhà sau á, thì bây giờ là có mấy cái này mình cho mấy nhỏ ăn trước nha. Đó bây giờ đứa cầm cái rồi ăn thử đi coi ngon không con. Ngon lắm. Ờ làm chưa chị đó. Nè. Mình vẽ cho các bạn xem nha. Nè, đó. Cái nhân sữa chua nè, nó tan nè ha. Đó, cái bánh nó dễ. Đã ha. Ngon à, nó ngon hơn cái nhân đậu xanh ha. Rồi bây giờ ăn cái bánh mì chán luôn kìa. Cô làm sao hả? Chứ sao, tại hồi nãy mình còn dư bộ quá, cái nhà còn miếng đậu xanh á, cái mình cũng nấu miếng đậu xanh cái mình làm nè. Nè, bởi cho nên con mình á giờ nó đòi ăn sữa chua nên nó đổi với mình nè các bạn. Nè. Thôi được rồi đó, em ăn miếng đi. Ăn miếng đi. Còn cái kia thôi bỏ xuống đi, hồi ăn sao? Hồi ăn xong ha. Ừ. Giải rồi kìa. Đó. Giải lên vậy nè các bạn.
đó, nó tươm 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 ba cái sữa chua lên á. Ờ, chói chói sáng như lắm cũng không thấy được nữa. Nhưng mà cái phần đường á, hồi nãy mình để vô trong cái phần bột á là cũng vừa ăn lắm luôn á, chứ không có ngọt lắm nha. Và vừa ăn. Ừ, nhưng mà mình làm là cũng bánh bao nhân sữa chua. Đâu phải là không có. Nó nói thời kỳ là cái bánh sữa chua kia, bánh sữa chua Đài Loan á, nó ngon hơn cái này. Phải không? Nhưng mà mình ăn lâu lâu mình ăn là lạ. Để có dịp khác rồi mẹ làm. Nãy mẹ làm còn bỏ có để mốt mẹ làm bánh bột chiên. Được không? Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào các bạn.